Bị kẹt trong thang máy có lẽ là một trải nghiệm đáng sợ với rất nhiều người trong số chúng ta. Mới đây một người phụ nữ ở Ireland đã phải trải qua 4 phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời khi mắc kẹt trong thang máy của trung tâm thương mại. Sau khi phát đơn kiện thì bà này đã được bồi thường 23.000 bảng Anh tức là tương đương với hơn 660 triệu đồng. Người phụ nữ này là bà Meryl Dicker, 54 tuổi, sống ở Dublin, Ireland. Sự việc này xảy ra từ năm 2012 nhưng cho đến giờ thì tòa án tối cao mới đưa ra phán quyết cuối cùng về việc bồi thường cho bà. Theo đó thì bà sẽ được nhận 23.000 bảng Anh tương đương với 660 triệu đồng sau khi trải qua 4 phút 35 giây bị kẹt trong thang máy của trung tâm thương mại Talaf. Được biết là bà Merel vốn mắc chứng sợ nơi chật hẹp từ lúc còn nhỏ, do vậy mà khi thang máy bị kẹt thì bà và con trai đã vô cùng hoảng hốt. Bà nhấn chuông báo động và đập liên tục vào cửa thang máy, sau đó gọi cho chồng để cầu cứu. Tiếp đó thì một nhân viên an ninh của khu mua sắm đã tìm cách mở thang máy và đưa hai mẹ con bà ra ngoài. Bà có chia sẻ là sau khi vụ việc xảy ra, chứng sợ nơi chật hẹp của bà càng trở nên trầm trọng. Bà không thể vào phòng thử đồ mỗi khi mà đi mua quần áo hay là cảm thấy vô cùng lo lắng khi vào nhà vệ sinh công cộng. Trong cuộc sống bây giờ thì có lẽ chúng ta ít nhất thì ai cũng đi thang máy một vài lần trong vòng một ngày. Tuy nhiên thì đi kèm với sự tiện lợi cũng là nguy cơ khi phải đối mặt với những cái sự cố có thể xảy ra thậm chí là có thể dẫn đến chết người. Ở riêng chỉ tại Trung Quốc, trong năm 2014 đã xảy ra tới 48 vụ tai nạn thang máy khiến cho 36 người thiệt mạng. Và nguyên nhân chủ yếu là thang máy đã cũ kỹ, có tuổi thọ đã trên 15 năm nên gặp sự cố như là bị rơi tự do, bị kẹt cửa vào người hoặc là thang máy cuốn thì bị sập sàn nên là cuốn người vào trong. À, vâng tôi thì nghĩ là so với thang máy đứng thì tỷ lệ bị tai nạn khi mà dùng thang cuốn là cao hơn nhất là đối với các trẻ em thậm chí ngay ở việt nam thì cũng có nhiều trường hợp trẻ con bị kẹt chân hay là bị kẹt tay khi mà đi thang máy cuốn rủi ro thì có thể là xảy đến bất cứ lúc nào nhưng về cơ bản thì thang máy càng cũ thì nguy cơ sự cố sẽ càng lớn nếu như đi thang cuốn thì có một cách để bạn biết được là chiếc thang của mình đang đứng là mới hay cũ, đó là cầm vào tay vịn. Thông thường thì với thang cuốn mới, tay vịn luôn chạy nhanh hơn thang một đoạn, à, thang cũ một đoạn. Nếu như mà thang đã dùng được một nửa tuổi thọ thì tay vịn sẽ chạy cùng với tốc độ với thang. Còn nếu như mà thang đã cũ và dùng gần hết tuổi thọ thì tay vịn sẽ chạy phía sau thang do các bánh răng bị mòn biết được mẹo nhỏ này thì chúng ta sẽ có thể là cẩn thận hơn tập trung hơn khi mà đi trên những chiếc thang cuốn đã cũ để có thể tránh tai nạn đáng tiếc